Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video rất là ngắn để nói về việc vẽ trang trí màu nên chọn màu bột hay là màu poster. Vì có một số bạn thắc mắc là tại sao các bạn ấy lại thấy có người thì vẽ bằng màu bột này, có người lại vẽ bằng màu poster. Cho nên các bạn lăn tăn là không biết nên chọn cái nào mới đúng. Vậy thì để làm rõ vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem hai màu này là hai màu như thế nào nhé. Mình làm một hộp màu bột có ghi tên chính chủ là mình đây. Các bạn cứ ghi như mình thì đố đứa nào mà dám lấy. Bây giờ mình sẽ review một chút về cái hộp màu bột này nhé. Ở đây mình có một cái tay cầm này, các bạn có thể xách đi được nhiều nơi này. Trên hộp có hai cái chốt để đóng mở hộp. Và bên trong tất nhiên là có các ô để chứa các bột màu rồi. Ở đây mình có 24 màu tương xứng với 24 ô. Màu sắc mình có khá là đa dạng, đầy đủ nóng lạnh và màu sắc khá là bắt mắt. Và đúng như tên gọi thì cái màu này là màu ở dạng bột. Ví dụ như các bạn xem đây, màu rất là nhuyễn ha. Vậy thì màu này nó sẽ phải pha như thế nào? Chúng ta sẽ cần một vài cái món như sau. Thứ nhất là một ít nước nè. Thứ hai là hồ nước. Và cái thứ ba là một ít cồn. Đây là cái hỗn hợp mà chúng ta không thể thiếu nếu như các bạn muốn màu của mình nó ăn chắc lên mặt giấy. Và còn nữa, cái màu này có một số màu nó rất là khó tan, cho nên các bạn cần đến một cái bay để trộn và nghiền màu cho thật nhuyễn trước khi tô lên bài cho đẹp. Đây, bộ sưu tập màu poster của mình đây. Màu này có rất là nhiều hãng sản xuất, tuy nhiên mình ưu tiên sử dụng hãng Pentel bởi vì màu của hãng này khá là đa dạng này, chất lượng ổn định mà cái giá thành cũng rẻ nữa. Bản chất cái màu poster cũng chỉ là cái màu bột pha sẵn thôi. Cụ thể là màu đã được làm nhuyễn bởi hỗn hợp keo và nước, cho nên màu rất là dẻo, mình sẽ cho các bạn xem một ít nhé. Đây nha, rất là dẻo nè. Khi sử dụng các bạn chỉ cần pha cái màu này với một ít nước để cho màu rã ra, cho dễ tô là được. Thì trong bộ sưu tập của mình á, ngoài việc là mình mua các màu trong hộp bán sẵn thì mình cũng tìm mua một số màu bán lẻ khác để cho cái palette màu của mình nó trở nên phong phú hơn. Chẳng hạn như hai cái màu này mình đang cầm trên tay đây là màu số 66 và màu số 4. Đây là hai cái màu mà mình rất là thích xài và mình thường xuyên xài nó. Mình vừa giới thiệu sơ qua về hai màu bột và màu poster thì chắc các bạn cũng đã hình dung ra được hai màu này nó có một cái sự khác nhau nho nhỏ về thứ nhất là chất này, thứ hai là về cách pha màu này. Tuy nhiên hai màu này nó đều có chung một cái đặc điểm, đó là đều pha và tô được lên trên mặt giấy. Vì thế hai màu này đều được ưu ái sử dụng trong bộ môn tranh màu, đặc biệt là môn trang trí màu của chúng ta. Mình sẽ lấy một ví dụ minh họa cho các bạn dễ hình dung hơn nhé. Chẳng hạn như là nhiều năm trước đây tại trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các anh chị tiền bối vẫn sử dụng màu bột để đi thi môn trang trí màu. Tuy nhiên sau này trên thị trường thì màu poster ngày càng phổ biến và các thí sinh nhận thấy cái sự tiện lợi của màu này trong việc là giảm thiểu thời gian pha trộn và nghiền màu như là màu bột, mà cái hiệu ứng mang lại khi mà tô lên mặt giấy cũng na ná như là màu bột thôi. Vì thế sau này các trường nghệ thuật ở các tỉnh phía Nam ngày càng sử dụng rộng rãi chất liệu màu poster này trong việc thi cử. Tuy nhiên các trường ở các tỉnh phía Bắc thì vẫn giữ truyền thống là sử dụng màu bột để thi cử môn trang trí màu. Đây trở thành một cái đặc trưng của các trường này luôn rồi. Các bạn có thể kiểm chứng lại thông tin của mình đưa ra coi có chính xác không nhé. Mình là người đã từng sử dụng qua cả hai màu này trong việc vẽ tranh trang trí màu. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra một số cái cảm nhận cá nhân của mình để các bạn thêm tham khảo. Trước đây mình cũng từng học sư phạm mỹ thuật thì trong suốt những 3 năm liên tục mình phải vẽ các bài trang trí nó to đến khi cổ hoa hai. Mình cũng đã thử qua cả màu bột lẫn màu poster. Thì đối với màu poster thì mình thấy cái màu này có một cái đặc điểm ưu việt, đó là cái pha màu nhanh và cái màu giữ được độ tươi lâu. Có những bài mình để tầm 3-4 năm mà khi nhìn lại thì cái độ tươi của nó cũng giữ được tầm 80% so với ban đầu.
Còn màu bột thì mình thấy cái pha màu nó hơi chậm và cái độ giữ màu của nó kém hơn so với màu poster. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi mình thích vẽ trang trí bằng màu nào hơn thì mình xin trả lời ngay rằng mình thích vẽ bằng màu bột hơn. Tại sao? Ngoài vì cái những cái hạn chế của màu bột ra thì màu này nó có một cái ưu điểm là màu phong phú này. Thứ hai là cái xét về giá trị độ thấm màu thì màu này nó có độ thấm hơn, sâu hơn và nhìn lâu thì càng thấy thích mắt hơn. Các bạn nên nhớ rằng màu bột là màu gốc, các màu khác cũng chỉ từ màu bột mà ra. Chẳng hạn như là màu poster đây cũng chỉ lấy từ màu bột cộng với các hỗn hợp khác mà thành. Cho nên các hãng sản xuất nó sẽ sản xuất có giới hạn số lượng. Vì thế màu poster nó không thể nào phong phú màu sắc hơn là màu bột được. Tổng kết lại thì vẽ trang trí màu bằng màu bột hay là màu poster đều được cả. Quan trọng là ở sở thích.